Làm gì? Ủa? Làm gì ngồi đó dình dòm tôi chầm chầm rồi vậy trời? Thấy em đẹp quá rồi dòm. Vẻ đẹp mà ra quét nhà giống như là cô bé Lộ Lem vậy đó. Nhìn thấy cưng lắm. Muốn nựng một cái ghê. Mà thôi không tôi dám. Nựng anh trước đó. Nha. Anh biết sao tại sao giờ này tôi phải lo công chuyện này công chuyện kia ra tôi quét dọn tôi lau chùi không? Sao ạ? Để cho nó tiêu hao cái năng lượng mà sáng nay tôi không có tập thể dục. Thì sáng nay ta không tập thể dục thì ngày khác tập thể dục có gì đâu. Không được. Chứ sao không được? Ngày nào ra ngày đó. Sáng nay là cũng tại do anh hết. Sao do tôi được? Kêu anh dậy đi tập thể dục, thấy không? Mà lần nào anh cũng lèn hèn rồi trễ giờ trễ giấc luôn. Trời ơi, thôi chị. Anh ngại tập thể dục chung với em lắm. Tập được chung với em á, em tập những cái động tác mà của nữ không à. Cái bắt anh tập theo. Anh chán đừng chết, anh đâu có tập được. Ủa? Thì cái thể dục mà đâu có phân biệt nữ nam đâu. Tập cho khỏe thôi. Thì cứ tập vậy. Có người tập, có bạn tập cùng nó mới vui. Thì biết rồi, thì để có gì anh đi tập gym sao? Chừng nào? Thì chừng nào để cho anh đỡ bị nị đã. Bị gì? Bị này là bị gì? Thôi anh đừng, thôi anh đừng có xạo. Anh lúc nào cũng lý do chứ. Và anh rất là lười biếng luôn á. Sức khỏe em đã nói rồi, sức khỏe là quan trọng ha. Anh ngồi nhiều đúng không? Anh ít vận động, ngày càng lớn tuổi thì mình phải lo cái sức khỏe của mình. Đến chừng nha một đống bệnh trong người rồi nằm luôn á. Bây giờ giờ có đau nè. Trời, coi cái mặt kìa. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Đó, tại do ông tập thể dục đó nên bây giờ nó mới vậy đó. Không phải, nó đau ngực lắm. Thôi anh đừng xạo. Không phải. Thôi kệ anh đi. Nhưng kệ, nó đau ngực mà. Thiệt đau, đau ngực mà anh nó ơi. Nó bị giống như là bị gì? Khó anh thở. Ơi trời. Thiệt. Cái gì vậy? Trời ơi, em kêu như vậy luôn mà hả? Anh chị không nghe tiếng em luôn hả? Không, tại vì anh tưởng đâu nhà có nuôi con gì kêu. Nổ, chị tiếc con anh lôi kìa. Hả? Dưỡng kêu anh kìa. Làm gì? Đi bưng mấy cái chậu cây phụ dưỡng. Em ra nói với lại ba là con trai của ba đang bị đau ngực, không có bưng được. À thôi được rồi, để nè phụ ba. Đau quá. Trời ơi. Thiệt hay diễn vậy chị mà kêu bưng chậu cây mà dữ vậy? Anh. Gì vậy? Bị gì thiệt không vậy? Nó bị thiệt mà. Thiệt á? Mấy nay nó giống như là bị đau ngực rồi nó khó thở, nó tức ngực. Nó bị ách cái ngực ngang vậy nè. Nó đâm ra thì nó. Rồi sao tự nhiên anh bị vậy mấy ngày anh không đi khám? Trời ơi trời, thì vậy là hồi nãy giờ là nói vậy là bị thiệt á hả? Bị thiệt, nó không hết đi tập đó. Trời ơi, sao bị thiệt mà không nói? Đi mua thuốc uống. Thôi đi mua cho. Đi ra ngoài ngày tiệm tới bán cho mấy viên đau ngực, tức ngực, khó thở giùm chị. Cái gì em mua làm gì vậy? Làm gì mua vậy? Đi mua uống thuốc chứ sao? Có biết bệnh gì đâu uống. Thì giờ nói là đau ngực, đau bên đâu đó, nó nói cho người ta bán. Trời ơi. Thôi kệ, muốn mua gì mua đi, mệt quá, để cằn nhằn tối ngày. Thôi đi dân đi mua lẹ về đi. Sao không đi? Cái gì vậy sợ? Tự nhiên em nghi lắm nha. Nghi gì? Hồi bữa em mới coi TV, cái triệu chứng anh y chang. Y chang? Làm gì, triệu chứng y chang là gì? Anh bị tức ngực, cảm thấy nặng ngực, đúng không? Em coi TV mà coi cái TV cái gì? Không, em coi là cái chương trình đó là về kiểu như là nói về bệnh sức khỏe, đúng rồi. Vậy hả? Đó, là bị anh có bị nặng không? Cảm thấy nó nặng cái ngực không, đúng không? Sao tự nhiên cái mặt ổng xanh chành vậy kìa? Ừ, bị nặng ngực. Thôi chết rồi. Sao vậy? Ảnh bị bệnh rồi đó chị. Bị bệnh hả? Bệnh gì nè, bữa trên TV nói nếu như mà đau ngực, thắt ngực, rồi nặng ngực là bị tràn dịch màng tim. Trời, nghe cái gì mà ghê kinh khủng vậy? Nó có nghĩa là tim anh á là hiện tại bây giờ là bị chèn ép, cho nên là nó gây cho anh là bị khó thở, tức ngực. Đó. Có không Dân? Có á, sao em mà có đau bình thường thôi mà sao tự nhiên. Trời ơi, sao cái mặt anh lo xanh chành vậy? Có cái nào tôi bị tràn dịch màng tim thiệt không trời? Chết rồi, chết thiệt. Rồi. Mà cái tình trạng này anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần chưa? Bao nhiêu ngày tháng rồi? Thì nhiều lần. Trời ơi, nhiều lần tại sao không nói để mà đi thôi, đi đi giùm cái. Đi đâu? Đi bệnh viện cho bác sĩ khám. Rồi đo tim, siêu âm tim, đo điện tim. Coi nó như thế nào. Trời ơi, con người có một trái tim mà rất quan trọng. Tràn dịch màng tim là chết đó. Đúng rồi. Đi thôi. Chứ ở đây á, mà ngồi nghe chú tràn dịch lỗ tai luôn, muốn chết rồi.
Thưa quý vị, có lẽ những ai mà chúng ta thường xuyên theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn thì giờ đây quý vị có thể rất tự tin là chúng ta đã có cả một kho tàng kiến thức về vấn đề sức khỏe. Và mong là ngày hôm nay chúng tôi lại có thể được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Bác sĩ của bạn để bổ sung thêm nữa thật nhiều những kiến thức về y khoa quý vị nha. Và bây giờ thì Diễm Loan xin mời quý vị cùng với chúng tôi lắng nghe phần trò chuyện từ phía tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa về căn bệnh tràn dịch màng tim, một trong những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm khi nói về tim mạch ạ. Xin chào bác sĩ. Xin chào Diễm Loan, xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Thưa bác sĩ, nói về căn bệnh tràn dịch màng tim thì Loan cảm thấy rất là lo lắng. Bởi vì trước đây á, chương trình cũng đã từng có cái dịp trò chuyện về căn bệnh tràn dịch màng phổi và nghe là đã thấy sợ rồi. Bây giờ nói về tim thì chắc là tình trạng tràn dịch màng tim còn nguy hiểm hơn rất là nhiều đúng không ạ? Tràn dịch màng tim là chúng ta đang nói tới cái tạng, là cái tim. Dạ. Cũng giống như những cái tạng khác á, thì cái tim nó cũng được bao quanh bởi cái màng. Thì màng tim thì nó là một cái màng đôi, có một cái màng bao quanh cái tim và có một cái màng tạng ở bên ngoài và một cái màng thành ở bên ngoài. Thì bình thường giữa hai cái lớp màng đó nó cũng có một cái lớp dịch rất là mỏng đủ để nó chà sát lên nhau thôi. Nhưng mà nếu vì lý do gì đó mà nó tích tụ cái lượng dịch đó mà nó nhiều, mà vượt quá cái khả năng hấp thu của cái màng ngoài tim đó, thì nó sẽ gây ra cái bệnh lý tràn dịch màng tim. Dạ. Và nguyên nhân vì sao mà bỗng dưng cái kết cấu của cái màng dịch này lại có cái sự thay đổi chất dịch như thế ạ? Về cơ chế thì nó có thể do viêm, có thể do u, hoặc là có thể sự lan truyền của những nơi khác đến cái tim. Thì nguyên nhân thì người ta chia ra những cái tràn dịch màng tim mà lành tính và những cái tràn dịch màng tim ác tính. Một số cái nguyên nhân khác mà đặc biệt là ở những nước đang phát triển hay những nước nhiệt đới như chúng ta phải lưu ý đến, đó là các nguyên nhân của nhiễm trùng. Nhiễm trùng và đặc biệt là vi trùng lao. Ở Việt Nam của chúng ta thì hiện nay tràn dịch màng tim do lao vẫn còn là một trong những cái nguyên nhân thường gặp. Ngoài ra thì còn có những cái nhiễm trùng của các cái con vi trùng khác hay là ký sinh trùng thì cũng có thể gặp. Và một số cái bệnh lý về chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta cũng có thể đưa tới cái tràn dịch màng tim. Ví dụ như là chúng ta bị nhược giáp thì nó cũng có thể gây tràn dịch ở các cái màng, trong đó có cái màng tim. Ngoài ra một số cái bệnh lý về viêm trong cơ thể chúng ta như là bị viêm khớp hay là bệnh lupus ban đỏ cũng có thể gây cái tràn dịch màng tim này. Yeah. Còn một số các cái nguyên nhân khác mà có vẻ lành tính hơn cũng có thể gây tràn dịch màng tim. Ví dụ như trong những bệnh lý tràn dịch chung của cơ thể như là bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nè, bệnh nhân bị xơ gan nè, bệnh nhân bị bệnh suy thận nè, đó, hay là bệnh nhân bị suy tim đó, thì cũng có thể gây cái tràn dịch màng tim. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì một người có tự nhận diện được là cơ thể của mình đang có cái dấu hiệu của tràn dịch màng tim không ạ? Hay là phải gặp bác sĩ? Phải gặp bác sĩ, cho nên để phát hiện được cái tràn dịch màng tim này đó thì cái chính xác nhất vẫn là phải siêu âm. Siêu âm thì chúng ta mới xác định, mới thấy được cái dịch nó như thế nào và cái lượng dịch nó nhiều hay ít. Và ngoài ra chúng ta phát hiện những cái chuyện khác nữa. Dạ. Tuy nhiên là có những cái triệu chứng có thể gợi ý là bệnh tim, thấy khó chịu cái vùng ngực là chúng ta phải lo rồi, thì trong đó có thể là bệnh lý tràn dịch màng tim. Dạ. Thưa bác sĩ, như trong vừa rồi tiểu phẩm chúng ta có xem thì nhân vật cảm thấy bị đau, khó chịu ở tim và mua thuốc giảm đau để uống. Thì cái cách xử lý này có được hay không ạ? Thực sự thì đó là một cái thói quen của rất nhiều người, nhưng mà theo chúng tôi thì đó là một cái thói quen không tốt. Bởi vì chúng ta không biết nó là cái gì bên trong. Dạ. Thực sự nếu mà đau cơ, đau xương bên ngoài thì uống một hai viên thuốc giảm đau thì có thể được. Nhưng mà nếu lỡ bên trong nó là một cái tràn dịch màng tim, một cái tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi hay là một cái nhồi máu cơ tim thì sao? Thì nếu mà chúng ta không đến kịp bệnh viện thì có thể hậu quả rất là xấu, có thể xảy ra, thậm chí có thể chết. Dạ. Như vậy khi mà bệnh nhân đến thăm khám và được tiến hành điều trị thì họ sẽ nhận được những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ? Cái vấn đề điều trị của cái dịch màng tim này đó thì cái quan trọng nhất đó vẫn là cái chuyện mà chúng ta coi cái lâm sàng nó như thế nào. Nếu như mà bệnh nhân lâm sàng vào đó trong cái tình trạng cấp cứu, huyết áp tụt, ở nhà người ta có cơn ngất và rất mệt, thì coi chừng là cái dịch màng tim này nó đã có biến chứng rồi. Tức là nó đã chèn ép tim rồi. Chèn ép tim tức là cái tim của chúng ta có bóp và có giãn, nhưng mà khi mà có cái lớp dịch nhiều quá đó thì nó giãn ra không được. Nó giãn ra không được. Dạ. Cho nên là nó sẽ không thể không có máu ra ngoài được.
cho nên bệnh nhân sẽ bị ép, cái tim nó bị ép lại, ép lại. Thì nếu mà chúng ta không xử trí kịp thì bệnh nhân sẽ bị ngưng tim và chết. Đó. Thì lúc đó thì chúng tôi phải cấp cứu bằng cách là chúng tôi sẽ chọc dịch màng tim, màng ngoài tim, bằng cách là đưa cái kim xuyên qua cái ngực để đi đến cái màng ngoài tim và nhanh chóng rút cái dịch ra để giải áp cho bệnh nhân, để cứu mạng của người bệnh. Yeah. Còn nếu như mà cái dịch màng tim đó nó không có quá nhiều và chúng ta cũng không thể tiếp cận để chọc dịch được thì chúng ta khoan từ từ hãy tính. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái chuyện mà tràn dịch màng tim đó không phải là chúng ta sẽ xử trí như thế nào, mà là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân đưa ra cái tràn dịch màng tim đó. Nếu như là tràn dịch màng tim do bị suy tuyến giáp thì chúng ta điều trị hormone giáp vào thì có thể nó sẽ giảm được cái tràn dịch màng tim này. Nếu mà tràn dịch màng tim này là do suy thận thì chúng ta điều trị cái bệnh thận đó. Còn nếu như mà tràn dịch màng tim này là do lao thì chúng ta sẽ điều trị lao cho bệnh nhân giống như là điều trị lao cho những cái cơ quan khác. Màng tim mà đã di căn đến tim thì lúc đó là giai đoạn cũng đã là tiến xa rồi, thì tiên lượng rất là kém. Lúc đó có thể là nếu còn điều trị được tiệt căn của cái bệnh ung thư thì chúng ta làm, còn không thì lúc đó gần như là chỉ điều trị giảm nhẹ thôi. Bệnh lý tràn dịch màng tim là một cái bệnh lý rất là phức tạp và đòi hỏi các y bác sĩ phải bỏ rất nhiều cái công sức để mà có thể phát hiện, điều trị và phòng ngừa cho quý vị. Để làm sao mà có thể phát hiện ra được cái bệnh này, tôi nghĩ là nếu quý vị có bất cứ cái khó chịu gì ở cái vùng ngực hay của mình đó, ví dụ như là đau ngực hay là khó thở hay cảm giác mệt, thì tôi nghĩ là chúng ta nên đi khám sớm để có thể kịp thời phát hiện ra cái bệnh lý tràn dịch màng tim, đồng thời là phát hiện ra cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý này thì mới có thể giúp cho chúng ta được. Vâng, thưa quý vị, mỗi một chương trình chúng tôi đều cố gắng là sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin sơ bộ về một số những cái căn bệnh mà chúng ta có thể là sẽ nghe, đã thấy hoặc là lo ngại về cái vấn đề nó có thể sẽ tìm đến với mình. Và mong là chương trình ngày hôm nay mang đến cho quý vị những kiến thức cần thiết ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Nhớ tiếp tục mở TV và theo dõi chương trình quý vị nhé. Xin chào tạm biệt.